Dũng Cô Hiếm Vốn kính chào tất cả anh em. Hôm nay sang lại tiếp tục cái soạn ra vài combo tiếp tục ha. Anh em ưng cái món ưng combo nào thì chốt ngay, đừng lưỡng lự ha. Anh em nào mới, khách mà mới á thì có thể xem lại nhiều cái video của sang up lên để thấy rằng là kênh bán hàng uy tín nha, không có lừa gạt ha anh em. Tại nhiều khi anh em mới á, không biết là này nó giới thiệu gì, nó có bán hay thực tế không. Nhiều khi cũng sợ. Thì anh em cứ tham khảo thêm rồi chốt cũng không muộn. Hôm nay sang lên cái video combo sẽ có vài combo giá cực tốt luôn. Nói chung là đây tới cuối năm này nói chung sang còn nhiều cái combo hấp dẫn lắm. Như cái bộ này từ trước tới giờ chưa, cái bộ này chưa bao giờ có cái chuyện mà khuyến mãi giảm giá luôn á. Thí dụ giảm thì giảm như lắm là vài chục ngàn ha. Tại vì cái bộ này thật ra thì nó không có bên sang không có nhập được cái giá tốt đâu, tại vì nó anh em sử dụng nhiều hả, nó gọi là cái món cũng là trong những nằm tầm top bên sang luôn á, từ hồi trước tới giờ, từ lúc mà bán cái mã này tới giờ là nó nằm top SKC, lời không có nhiều anh em ơi, một bộ này bán ra lại chừng trăm ngoài. Bộ này nè, cái bộ này là một cái bộ ren taro trong ngoài hả. Thì cái cỡ ren của nó đó là từ M3 cho đến M12, M3 đến M12 ha. Đó. Thép tungsten nè, making Japan. Ở trên mỗi cái này nó sẽ dập cái chữ making Japan. Thì anh em thắc mắc cái bộ này nè thì nó là nó 1.390.000. Đó. Trước kia nó có 1 triệu, 1.200.000 mấy chục, thì nó lên giá từ từ lên giá đó. Dùng để sửa chữa ren. Anh em sử dụng DIY sửa chữa máy móc hả, lâu lâu mình sửa chữa máy móc rồi đó, mình móc ra mình sửa thì cái bộ này nó đáp ứng dư sức. Còn nếu như anh em làm mà dạng như ren taro mà nhiều lỗ á, tức là ren bằng máy đâu đó, đút vô máy để ren á, thì cái này nó không đáp ứng độ đủ khả năng của nó ha. Cái này nó không đáp ứng đủ, cái này sử dụng bằng tay, anh em sử dụng bằng tay anh em sửa ren, anh em tạo lỗ ren. Ví dụ như nhiều khi mình sửa cái máy đó mà cái con ốc đó bây giờ nó đã hư, mình muốn làm lại cái lỗ mới, hoặc là mình bắt cái thêm một cái gì đó lên đó, mình muốn chế thêm một cái lỗ nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Chúng ta khoan một lỗ rồi chúng ta taro ra, thì cái bộ này nó sẽ đáp ứng dư sức anh em cái vấn đề đó ha. Vậy cho nên là tại sao một cái mũi taro Yamawa, một cái mũi nhỏ thôi nó 100 mấy, mà nguyên cái bộ này nó tới 40 chi tiết, tức là trung bình nó khoảng có 30.000 một một cái chi tiết thôi, thì rất là rẻ, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có bằng với một cái mũi rời anh em. Đây thì nó sẽ có ren trong, mũi ren trong và mũi ren ngoài Japan. Đây thì một bộ như thế này là 1.390.000, và cái bộ này sang sẽ làm cái chương trình khuyến mãi từ hồi trước tới giờ chưa có cái giá này luôn, và hôm nay là thứ thứ tư cái gì đó, thứ tư hay thứ ba gì trong tuần này thì sẽ giảm hết tuần này luôn ha, hết tuần này luôn với giá là 990.000 và free ship cho cả nhà luôn, reship cho ngay cả nhà ha, 990.000. Thì đợt này là sang sang khuyến mãi, đợt này là nếu mà hết là đây tới cuối năm không còn nữa, qua năm mới nhập lại cái bộ này. 990.000. Cái này bảo đảm với cả nhà luôn. Cả nhà đi ra ngoài đại lý ở ngoài bên phân phối á, bên phân phối người ta phân phối cái bộ này nè. Cả nhà lấy 50 bộ cũng chưa có cái giá giống như sang bán nữa. Đó, thiệt tình luôn. Rồi tiếp tục thì bởi vì đây là cái những cái mà cuối năm sang sẽ lia kho bớt đi, kế đến là một cái bộ mũi vít anes lục giác. Đây bộ này nó sẽ có 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, và chiều dài của nó là 150. 150 cái này chúng ta có thể sử dụng để mà dùng máy bắn vít, chúng ta sử dụng máy 18V á đổ lại, hoặc là có những cái cần cái tay vặn chữ D, bên lúc trước sang cũng có bán đó, hiện tại hết lâu đó mà mình không có về hả, thì dùng cái chữ T đó mình cầm mình vặn cũng được luôn ha. Nó phân biệt ra có 5 màu cho mình rõ rệt như thế này hả? Và thép của nó là thép CRMO như cả nhà hả? Trên mỗi cái cây nó sẽ dập chữ Made in Japan. Thì có anh em thắc mắc á, nè dập chữ Japan nè, có anh em thắc mắc sao có một số cái nó không dập hả? Nó chả hiểu, nhiều khi hãng người ta làm mình cũng không hiểu sao là không, nó tại sao nó không nhập gì nữa, chứ không phải là tự nhiên mình chen một
một mã hai mã hàng mà hàng ở đâu đó đi vô không có nghe cả nhà. Cái này mình cũng không có thể nào mà khả năng, tại vì ở đây mình bán thật sự là tiêu thụ mũi vít anet rồi á, cái số lượng nó không có nhiều đâu, để mà mình phải chen một cái hàng giả hàng nhái vô để làm gì. Phải như cái số nhiều mà một tháng bán cái chừng mấy ngàn mũi, cái cả triệu mũi gì đó thì người ta còn chen vô, chứ một năm thì bán cái chưa đến 50 mũi nữa. Cho nên là không có vụ chen đâu, tại vì hãng nó làm á, có những cái mẫu là nó không có đóng nha. Rồi thì cái bộ này nè, cái bộ này là cả nhà nhắn dùm sang cái mã này ACHX5 gạch 150L, và giá bộ này là 540, giá khuyến mãi là 380.000, ship cho cả nhà luôn 380.000 ha. Thì cái này sang sẽ khuyến mãi khi hết hàng thôi đó. Thì ở đây nó có bốn bộ, có bốn bộ 380.000 ship cho cả nhà luôn nha. Cái này ship nè, cái này ship rồi nè. Rồi tiếp tục là một cái combo nữa, combo là gồm có một cái cần bắt ốc hẹp và một cái nhặt ốc rơi. Nhặt ốc rơi cái này nó giống như cái bút, rất là tiện cho mình luôn, nó nhặt được 450 gram, tức là nếu một cái con đinh, con ít, con vít, con ốc gì đó mà nó nặng khoảng 450 gram đổ lại thì có thể hít được, nhặt được. Cái này nó đâu nó hít được nè, đây thì cái này này như một cái dao gọt giấy chẳng, dao gọt giấy thì nó nặng khoảng 60 gram. Rồi cái băng phèm, cái vỏ này là vỏ thép con rỉ ha, cái vỏ bên phía bên này nè rút lại ngắn như thế này, khi mà kéo dài ra thì nó được là 5 5 tấc 6 và thu lại là 145 ly, 145 ly của hãng Anes. Đây Anes 411 ha, một món. Rồi nếu cả nhà mua riêng lẻ cái 411 này, cả nhà nhắn giùm sang Anes 411, bốn một một này là như là 100, chờ để xem coi coi, 120.000 cả nhà ơi, cái này là giá, nhưng mà sang vẫn giữ là giá 120.000, 411 anet 411 120.000 ha, 120.000 cả nhà nếu mà mua riêng lẻ cái này nhắn giùm sang mã 411. Rồi bây giờ sang cái bán combo nó rẻ dữ lắm luôn, combo combo ha, combo này nó rất là rẻ, gồm có một cái cần bắt ốc hẹp của hãng anet 525 và một cái hết ốc rơi nè. Cái cần này á, là chúng ta dùng để tay, chúng ta có thể mua một cái bộ này, chúng ta sử dụng bằng cái cần này cũng được luôn này cả nhà, rút cái này ra rút này vô, nó cũng có cái lực để mà chúng ta vặn nghe. Cái này nó tại vì á cái cần này nó tới 52 răng nè, hiện tại là những cái cần Trung Quốc nó không có cái nào mà nó tới 52 răng đâu nha cả nhà, ngay cả những cái cần của Đài Loan luôn đó, mọi cần của Nhật nó tới 52 răng nè. Đây rồi bên đảo chiều đây, cần này rất là xịn sò đó. Mình có thể sử dụng cái như này nè, mình vặn cũng được luôn nè cả nhà, mình mở cũng được luôn ha. Rồi cái cần 525 315.000. Bây giờ combo này nó sẽ có rồng, có này và cái này, cộng hai cái món này lại là 315 với 120 ha, là 435, 435 hả. Giá combo 270.000, combo 270.000 cả nhà nhắn giùm sang combo, combo này nhắn combo sao ta, combo 411 ha, combo 411, combo 411 đi, lưu ý là combo nha, thêm cái chữ combo vô, 270.000 giá chưa ship nha, cái này thì chưa ship đó. Bộ bộ này rất là, nó rất là tốt, giá rất là tốt luôn, rồi chỉ có mấy bộ thôi, 380. Tiếp tục là cái combo, combo cái này đó, nếu mà cả nhà mua riêng lẻ là giảm, vẫn đang giảm 15% nha cả nhà, vẫn đang giảm 15% nếu cả nhà mua riêng lẻ. Mua riêng lẻ thì nó sẽ không có tốt bằng mua combo. Mua riêng lẻ sẽ không tốt bằng combo, tại vì combo như thế này nè, giống như mình bán vừa bán xôi mà kèm lạc ha, tức là vừa bán bia mà kèm lạc gì đó để mình giảm giảm bớt tồn kho đi, thì cho nên là anh em mới mua được cái giá tốt hơn, còn nếu mua riêng lẻ thì giảm 15%. Bây giờ combo là gồm có một cái dao gọt giấy 41141B thép không rỉ nha, đây một cái dao mà sang xài rất là lâu luôn á, xe ben dịch xe ben dập dập chìm nè, thép không rỉ là vẫn hít 500 nha cả nhà, chứ không phải là thép không rỉ là không hít nha,
lưỡi dao rất là bén. Đây. Thì cái 141B này á, cả nhà mua riêng lẻ thì nhắn giùm Sang là 141 dao gọt giấy 141B ha. Dao gọt giấy 141B 143.000. Giá của nó là 143.000 một cái. Rồi, bây giờ Sang bán combo. Cái kiềm này ABN 110S. Cái kiềm này là 193.000, 193.000. Kèm cái này là 143 nữa là 336.000. 336.000 và giá khuyến mãi là 220 ship cho cả nhà luôn. Giá khuyến mãi 220.000 combo. Cả nhà nhắn giúp Sang là combo 141B 220.000 hai món và được reship luôn. À, nếu như cái cây này mà nó hết thì Sang sẽ thế cho anh em cái này. Cái cây này nó giống như trang nhau mà, nhưng mà tại vì cái số lượng này nó còn ít và Sang không cũng không có nhập về thêm nữa. À, không nhập về thêm nữa thì sẽ thế cho cả nhà nếu mà hết cái cây này nha. Mặc định là cây này. Nếu mà hết, tại hai cây này nó đều giống nhau và giá thành nó đều ngang nhau hết. À, nó cũng là cái kiềm cắt nhựa hết. Ha, à, cũng là kiềm cắt mini mà cái cây này nó dài hơn. Cái này 125, cây này 110. À, giống nhau, gần như là giống nhau hết. Có lò xo ở đây nè. À, nếu mà hết cái cây này Sang sẽ thế bằng cây này ha. Và cứ combo như thế này là 220.000 reship, 220.000 reship luôn. Một cái mỏ LED của Lobster UM46. Cái bao bì nó hơi cũ nha cả nhà, bao bì nó hơi cũ nè. Đây, Lobster UM46. Japan. UM46 tức là mở tối đa là 46 ly, 46 ly ha. Rồi. Giá thanh lý 650.000 reship cho cả nhà luôn. 650.000 ha. UM46 là tức là cái bề ngang của nó là 40, mở được 46 ly và cái chiều dài của nó là 3 tấc ha, nó gần 3 tấc á, nó 290 mấy mm gần 3 tấc á nè. Nhưng mà đo chuẩn này nó 300 mm nè, nhưng mà lấy thước mình đo lên thì nó thực tế này nó không tới ha, không tới 3 tấc. 650 reship cho cả nhà luôn. Mã đặt hàng là UM46. UM46 ha. Rồi, cái cây này nó vẫn còn ấy. Cây này nó vô duyên với mình lắm nè. Cây này nó có một cây duy nhất á, có một cây duy nhất mà mình giới thiệu lần này là chắc là lần thứ 3 rồi. Tiếp tục ha. Cây này cũng là một cái dạng nhặt ốc rơi cả nhà, cũng là dạng nhặt ốc rơi nữa. Nhưng mà nó sẽ có bẻ cong được như thế này nè. Đó. Bẻ cong như này được. Mà nó sẽ không thu gọn lại được mà bẻ cong được. Cái này thì nó hít được 700 gram hơn cái cây đó một tí. Và cái này nó tổng dài của nó là 500 mm tức là 5 tấc á. Cây này hôm nay là Sang thanh lý với giá 150 luôn, tức là hơn 50% luôn nha cả nhà. Đó, cái này là hơn 50% luôn á. Cái này nó giá của nó là 290 mấy ngàn gì đó. Thanh lý 150.000, 150.000, rất là rẻ luôn ha. Đây, cái cán của nó là hơi bị sần tí xíu nha. Cán nhựa nó hơi bị sần tí xíu. Giờ để tới lên lui á. Chiều tới chiều lui. Rồi, đó là cái cây này, còn cây này. Cây này thì còn hai cây. Cây này đợt về thì còn hai cây thôi. Cây này thì nó sẽ có ba chấu. Nó cũng là nhặt ốc rơi, nhặt những cái đồ này nọ, nó ba chấu. Thì cái này nó nhặt được những cái mà không hít được 500. À, thí dụ những cái gì nó bằng nhựa, bằng thau mà nó rớt xuống. Cái này nó chỉ hít được kim loại bằng sắt thôi, sắt thép thôi. Cái này thì nó có thể gấp được những cái mà không hít 500. Bẻ cong như thế này. Cái sợi này rất là dày nha cả nhà, rất là dày, làm nó chỉnh chu hơn. Có những cái hàng Trung Quốc nó làm cũng giống dây trang gì nè, nhưng mà nó không có chỉnh chu, nó không có dày dặn như cái này. Đó. Cái này cho nên là mắc tiền hơn là cái chỗ đó nữa. Của hãng Anet nè. Mã đặt hàng của đó là 403. Cái cây này là 401 ha. Cây này là 401, cây này là 403. 403 là 350.000 và Sang giảm là còn 270.000 reship luôn, 270.000 reship cho cả nhà. Tiếp đến là cái này, cái hầm lăng này. Hầm lăng này thật ra thì đó là ba cây tôi vít đóng đó. Đợt này còn ba cây vít đóng này nữa là hết. Ba cây vít này hoàn toàn mới nha cả nhà, ba vít mới à. Cộng 2, cộng 3, trừ 6 vít đóng nha, vít đóng của Anet luôn. Chiều dài của nó là 150 cái phần này, tổng dài là 250 đó. Rồi, ba cây vít nè, 5 cây cờ lê này nữa. 5 cây cờ lê 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây cờ lê khác nhau. À, rồi có là 2 cây cờ lê Asahi, 1 cây cờ lê top, 1 cây cờ lê Super Tool.
Cái này số 27 nè. Cái này 19 21 nè. Cái này em 22 24 nè. Cái này 30, 30 hai đầu 30. Cái này 14 17. Tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 món. 8 món này sang bán với giá 700.000. 700.000 và reship cho cả nhà luôn. Chỉ có một combo duy nhất. Cả nhà nhắn dùm sang combo cờ lê và tô vít. 700.000 reship cho cả nhà luôn. Tức là trung bình nó chưa đến 100.000 một món. Chỉ có một combo này thôi. Rồi, sang bỏ qua đây. Bây giờ tới cái combo này. Combo này là combo chuẩn bị Tết nè anh em. Kéo các cành. Combo này sẽ chia sang chia ra làm hai combo. À, hai combo. Này, này, này. Thì cái này một combo nè. Và cái này một combo. À. Combo kéo số 1. Combo kéo số 1 là rồi có một cái cưa và một cái kéo các cành. À, kéo các cành. Kéo các cành bao ngon luôn. Mẫu này chúng ta mài đi mài lại nhiều lần được cả nhà. Thép nó rất là cứng, được làm từ thép kim nhật. À, ngay cả những cái thân này nó làm cũng là từ thép dao kéo hết. Chuẩn xịn luôn ha. Vạch khắc đây là making cement được khắc đây. Cái này xài xài không có bị bay đâu nha. Kích thước của nó là 200mm vừa tay của mình. Cái này là 715.000. Cái nhà nhắn nếu mà mua riêng lẻ là 715.000 ha. Mã đặt hàng của nó là cái kéo Onotetsu 200mm. Đó. Một cây cưa của Ishinoko 0677. Đó. Cây này là 410.000. Cây này 715. Combo này sẽ được bán với giá là 599.000 reship cho cả nhà. 599.000 reship cho cả nhà. Đây, một cây kéo, một cây cưa. Lưu ý là cái này combo này sẽ áp dụng khi đến hết hàng. À, thì ở đây nó chỉ có cây này nó chỉ có khoảng chục cây gì đó. 599.000. Combo này sang nhắn giùm sang combo kéo số 1, combo kéo số 1. Combo kéo số 2. Combo kéo số 2 rồi có một cái kéo tỉa và một cái kéo cắt cành của kéo tỉa của Mikisio. Cuối tháng 12 này sang về thêm mẫu kéo, một số cái mẫu của phải mẫu kéo, mẫu dao của Mikiso nè, rồi kéo thép không rỉ của Tubota. Đây là dập nổi chữ dập chìm Made in Japan, tán là bằng đồng. Lưỡi nó sẽ, mũi nó sẽ chéo nhau nha cả nhà. Làm rất là sắc sảo. Cái cây này cả nhà nếu mà mua riêng lẻ mã Y5. Y5 nha cả nhà. Y5 giá của nó là 517.000. 517.000 cả nhà nhắn giùm sang nếu mà mua kéo Y5 riêng. Rồi, sang bán combo này nó rẻ dữ lắm nè. Cả nhà mua combo đi cho nó tiết kiệm vô cùng. Combo này sang bán với giá là 650.000. Combo này 650.000, combo kéo số 2. Combo kéo số 2 rồi có một kéo cắt cành và một kéo nhọn ha. Dụng cụ 24 vừa giới thiệu xong với cả nhà những cái chương trình khuyến mãi trong video ngày hôm nay cả nhà. Chốt đơn thì nhắn tin gọi điện trực tiếp vào số điện thoại để nghe màn hình nha cả nhà. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.